Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, ngày 21 tháng 9 năm 1973, ngày 21 tháng 9 năm 2023, Trường Đại học Công lập Hyogo Nhật Bản cũng đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên của ngành kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, có 6 sinh viên là người Việt Nam đạt tốt nghiệp loại xuất sắc. Được thành lập vào tháng 4 năm 2004, dựa trên sự sát nhập của 3 trường đại học và cao đẳng nổi tiếng ở tỉnh Hyogo, Đại học Công lập Hyogo ở thành phố Kobe, Nhật Bản luôn định hướng phát triển với mục tiêu giáo dục, nghiên cứu và đóng góp xã hội. Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Đại học Hyogo đã nhận định rõ ràng về sứ mệnh của mình. Cụ thể, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực và thế giới để có thể phục vụ trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, hướng đến các tiêu chuẩn nghiên cứu và giáo dục quốc tế hàng đầu, tăng cường hợp tác với các trường đại học trong nước và quốc tế. Năm nay, kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023, Trường Đại học Công lập Hyogo cũng đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên của ngành kinh doanh quốc tế. Đây là lễ tốt nghiệp đầu tiên của chương trình kinh doanh quốc tế. Thật vui mừng khi thủ khoa đầu ra của chương trình cũng là du học sinh tới từ Việt Nam. Các em đã cố gắng rất nhiều trong suốt 4 năm học để đạt được kết quả cao. Tôi rất lấy làm vui mừng. Trong năm nay cũng có 7 bạn du học sinh Việt Nam nhập học theo chương trình kinh doanh quốc tế. Tôi hy vọng các em cũng sẽ học tập các anh chị đi trước, đạt được thành tích cao trong học tập. Hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Hyogo, giáo sư Nguyễn Quốc Hùng không khỏi bồi hồi xúc động và tự hào khi khóa tốt nghiệp đầu tiên do chính mình phụ trách đã có 6 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó có 3 sinh viên nhận được học bổng cao nhất của chính phủ Nhật Bản. Mỗi năm chương trình thì có nhận là 90 sinh viên, 50 sinh viên Nhật và 40 sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc tế hiện nay đã đến từ khoảng 23 nước trên thế giới. Tham gia điều hành chương trình thì có 22 giảng viên, thì không chỉ là cái tỷ lệ tính quốc tế nó rất cao, không chỉ ở sinh viên và giảng viên của chương trình tham gia điều hành chương trình, trung bình thì có khoảng từ 5 đến 8 sinh viên người Việt Nam theo nhập học hàng năm ở chương trình này. Thì năm vừa rồi thì trong 8 suất học bổng chính phủ Nhật thì là sinh viên Việt Nam có 3 người được nhận học bổng chính phủ Nhật, là mức cao nhất từ trước đến nay. Từng là cựu sinh viên theo học ở 3 trường đại học và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân kinh tế quốc tế loại giỏi. Sau gần 20 năm học tập, làm việc, cống hiến trong lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo tại Nhật Bản, ông Nguyễn Duy Anh, hiệu trưởng Học viện Tiếng Nhật GAG, đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu và trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng một trường Nhật ngữ tại Nhật Bản. Với tư cách là cựu sinh viên của trường đại học tỉnh Hyogo, đồng thời là đại diện của nhà trường tại Việt Nam, tôi rất vinh dự khi được tham dự buổi lễ bế giảng của khóa học đầu tiên là khóa kinh doanh quốc tế. Tôi thấy các em đã có sự trưởng thành và kỳ vọng đây sẽ là khóa học thu hút được rất nhiều sinh viên quốc tế đến học và làm việc tại Nhật Bản. Là một trong 6 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp loại xuất sắc, Nguyễn Trần Anh Minh càng vui mừng và tự hào hơn khi có sự xuất hiện của người cha đã từ Việt Nam sang Nhật Bản dự lễ tốt nghiệp của con trai mình. Ngày hôm nay là ngày khá đặc biệt với bản thân em cũng như là các bạn khóa đầu tiên của UBC, University of Hyogo. Thì với riêng em thì hôm nay em thấy rất là xúc động và lúc thời gian ban đầu vì khoảng thời gian trôi qua quá nhanh và em đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt với University of Hyogo để tiếp tục con đường mới. Những năm gần đây, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước tiến dài và phát triển vững chắc, ổn định. Trong đó, các chương trình hợp tác giữa các trường đại học đã giúp nâng cao chất lượng giảng viên sinh viên. Tháng 9 năm 2023, đoàn công tác của Đại học Hyogo đã có buổi thăm và làm việc với trường Đại học Ngoại thương. Qua đó, Đại học Hyogo sẽ mở quỹ học bổng cho sinh viên, chương trình liên kết đào tạo giữa hai trường khi chuyển tiếp, có ý nghĩa thiết thực trong việc động viên và khích lệ các sinh viên của hai trường tiếp tục nỗ lực học tập.